Hello là ok, xin chào mừng tất cả mọi người đã quay lại với bộ phim Pseudoraemon. Thì ở diễn biến của tập 4, bé Thảo đã tìm tới Pseudoraemon để nhờ sự trợ giúp. Lúc này thì Pseudoraemon đã cho bé Thảo mượn một bảo bối, đó chính là búa phát hiện nói dối. Và nhờ vào cái búa phát hiện nói dối này thì Thảo Suka đã chân chạy được Phú Chay rồi đó cả nhà. Nói thiệt nè, có phải là bữa trước bị gian lận với thằng nó beta để lướt bánh kẹo của mình không? Không, thì mình đã nói đó, mình không bao giờ gian lận đâu. Không bao giờ gian lận đâu. Ôi sao mình không nhìn thấy được sao mình vậy? Lúc này á, Phú Chay En vẫn là nói dối nên cái búa vẫn phát huy tác dụng đó cả nha. Cái búa liên tục đập vào đầu Phú Chay En đến khi nào mà Phú Chay En nói tập thì thôi. Bạn làm sao? Bây giờ bạn phải khai thiệt đây. Bạn với lại nó beta có lưu để lấy bánh kẹo của mình với lại bông đô đi mấy không? Chết rồi, bây giờ mình phải nói thiệt rồi. Mình có. Ê, nó dừng lại đây nè. Tội nghiệp Phú Chay En ghê đó cả nhà, sau khi cầm được cái búa thì đã bị đánh bầm mắt luôn rồi. Quá cái búa của ổng bầm mắt rồi. Ơ, bầm mắt rồi. À, thì ra vậy là ông đã khai thật lẹ. Ông Phú Chay En với lại là thằng Nobita ăn gián lận đúng không? Đúng rồi. Bây giờ bạn có giữ bánh của mình không? Mình ăn hết rồi. Cái gì bánh của mình bây giờ? Bạn ăn hết bánh của mình rồi, bánh đâu để mình với lại bông đôi với mình ăn nữa. Thằng Nobita có nhiều bánh lắm, mình ở đây mình chỉ có một cái chiếc chuối thôi. Được rồi á, bây giờ mình sẽ thay bạn. Bây giờ mình với lại bông Doraemon sẽ tới chỗ thằng Nobita để lấy lại hết bánh kẹo của mình. Lần sau phải nói thiệt kia chưa, lần sau không được gian lận nữa. Nếu mà bạn gian lận á, mình sẽ cho bạn bầm thêm một con mắt nữa, bạn biết chưa? Ha, bây giờ mình đi đây. Mình bầm mắt rồi, không biết con thằng Suka nó cho mình cầm cái búa chi rồi đập xuống rồi, đau quá. Bây giờ mình đã có cái búa phát hiện nói dối đây. Bây giờ mình sẽ tìm thằng Nobita để thằng Nobita biết thế nên là chào mọi người, mình là Poseco. Mình là nguồn giàu nhất của bố này. Và còn thằng Nobita thì các bạn cũng biết rồi, mình sẽ không nói ra. Giờ đây, ở đây thì mình mua cho mình một cái bì bánh đáng để hai trái chuối. Mình đang tìm thằng Phú Chay En để đổ nó ăn. Không biết nữa, để giờ mình tìm nó coi. Phú Chay En ơi, Phú Chay En ơi, Phú Chay En ơi, Poseco có nó ăn nè. Trời ơi, nãy giờ tìm Phú Chay En không thấy. Mình đã dụ thành công Thảo Suka rồi, bây giờ bắt đầu tìm Poseco để lấy đồ ăn của Poseco nha mọi người. Ok mọi người có thấy không? Kia là Poseco đó, người giàu nhất lớp mình luôn đó. Tên này á, Poseco này á, có rất là nhiều đồ ăn luôn. Đó, mọi người thấy không, trên tay đang cầm quá trời chuối với lại bánh tráng cộng luôn. Bây giờ mình phải tìm cách, mình tới để mình dụ Poseco chơi phép tính nhân với mình, để mình lấy hết bánh của Poseco. Tại vì mình đã có cái bảo bố đấy rồi mà. Đó, chắc chắn là Poseco sẽ thua thôi. Ok, bây giờ mình cất ra. Bây giờ ra bắt đầu dụ Poseco. Ê Poseco. Ủa, thằng Nobita. Đi đâu đây? Anh đi tìm thằng là Phú Chay En để kêu đồ ăn cho nó. À, đồ ăn hả? Vậy thôi cho mình miếng đi. Thằng Nobita nhà nghèo mà còn không giúp nữa. Mình không có thể cho nó ăn được. Không được, thằng Nobita nghèo không có chơi đâu. Mọi người thấy không? Poseco khinh mình nhà nghèo đó. Được rồi, bây giờ mình sẽ tìm cách mình lấy đồ ăn của Poseco nha, cho tỏ ghét nha. Thôi bây giờ á, mình không cần bạn cho mình ăn. Bây giờ á, bạn nghe nói là bạn cũng gọi là một trong những học sinh giỏi toán ở trong lớp mình đúng không? Trời ơi, ta là nhất nhì giỏi toán trong lớp bạn á. Mình chỉ thua Thảo Suka thôi. À, chỉ thua mình Thảo Suka thôi hả? Được rồi, hồi nãy á là mình vừa mới thắng Thảo Suka ở trò chơi giải nhanh rồi đó. Làm gì có gì đó ta. Chắc thắng nó bị ta đem món xào này. Giờ chơi luôn. Giờ chơi không? Tôi chơi luôn. Ok, nếu mà bây giờ thắng Nobita mà thắng Poseco thì bây giờ thì Poseco phải đưa hết đồ ăn cho thắng Nobita.
Ok, nếu mà thắng Nobita thua thì sao? Thua thì thắng Nobita sẽ dẫn Boseko đi ăn vặt chỗ nào cũng được luôn. Ok, giờ đi chơi. À ha ha, chắc chắn là mình sẽ thắng thằng Nobita này rồi. Thằng Nobita nó hấp dốt lắm. Ở trong lớp này, ở đứng biết nhất lớp mà. Sao mà nó thắng người võ tén đẹp trai như mình được? Đủ nó solo rồi, chuẩn bị có đồ ăn dạng rồi. Ok, mọi người, thì bây giờ là màn solo giữa thắng Nobita và Boseko rồi người. Ok, Doremi sẽ là trọng tài. Ok mọi người, thì bây giờ thắng Nobita sẽ ra phép toán cho Boseko giải. Nếu mà giải không được là Boseko phải đưa đồ ăn cho thắng Nobita, ok không? Ok. Rồi vô đây, mở tay vô túi ách quá ta. Rồi đây là bông, Doremi sẽ làm trọng tài. Đọc tiếp toán đầu tiên, phải nhân 7 bằng mấy? Từ từ để ta suy nghĩ đã. Nhân 1 bằng 7. Phải nhân 2 bằng 21. Chết cha rồi. Bởi giờ ta cứ so cái sự đẹp trai của ta. Bởi giờ ta không lo hợp vậy. Chẳng mấy ta. Bây giờ bằng mấy? Bây giờ chỉ còn có 10, 15 giây để giả rồi. Còn nếu không được là coi như là thua. 1, 2, 3 7 đến 15 giây nè. 1, 2, 3 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 7 x 7 mấy? 3 14 15. Dạ không? Bò rơi cô nhìn dạ dòng dốt lắm. Đó mình dùng bò rơi cô lấy bánh cho kìa. 7 x 7 bao nhiêu? Dạ không được đúng không? Thôi, ta chấp người á. Ok, 7 x 7 dễ ôm. 7 x 7 bằng bao nhiêu? 7 x 7 bằng bao nhiêu đúng không? Được rồi. Để thắng Nobita suy nghĩ một cái cho thắng Nobita 15 giây thắng Nobita sẽ cho đáp án, ok không? Ok. Chắc chắn là thắng Nobita không giải được đâu. Mình còn chưa giải được mà sẽ thắng Nobita giải được. Được rồi. Đợi thắng Nobita 15 giây. 1 2 3 7 8 9 10 11 7 x 7 bằng 49. Sao nó giỏi như ta? Trời ơi, chuyện bình thường. Mày xin một trái chuối nha. Gì ta? Một trái chuối nha. Dạ, tới lượt ta ra câu hỏi. Rồi ghi đây. Rồi. Ơi, ta sẽ chơi với tính mùi. Ghi đây. Lúc này á thì Boseko vẫn chưa tin là thắng Nobita có thể giỏi được như vậy. Nên Boseko đã ghi phép tính 10 luôn để cho thắng Nobita giải xem thử là liệu rằng thắng Nobita có giỏi thiệt hay không. Chắn là Nobita không giải được cái này đâu. Cái này là mình phải nhờ kỹ sư mẹ mình thuê cho mình giải mới được thôi. Thắng Nobita giải đi. Ok được rồi, để thắng Nobita coi. À 10 x 7 à. Được rồi, bây giờ á. Đây. Được rồi, bây giờ Boseko cứ đếm 15 giây đi. Thắng Nobita sẽ giả cho Boseko coi. Ok. Rồi đếm đi. 1 Lúc này thì cả nhà có thể thấy thắng Nobita bắt đầu lấy bảng của chư giấu ở trong bụng ra để có thể giải được phép tính 10 x 7 do Boseko đề ra đó cả nhà. Thì lần này thắng Nobita lại tiếp tục gian lận nữa rồi. 10 x 7 70, 10 x 8 80, 10 x 9 90, 10 x 7 70. À. 11 12. Rồi, có đáp án rồi. Bằng bao nhiêu? 10 x 7 bằng 70. Sao nó biết gì ta? Thấy chưa? Trời ơi. Cái gì? Thấy chưa? Thắng Nobita nói rồi. Thắng Nobita đã thắng Thảo Suka đó. Đó, đừng coi thường thắng Nobita nha. Không biết thằng này nó có chơi hát không trời. Chắc okay. Chắn là nó không chơi hát đâu. Phải rồi. Kỹ lắm mà. Thắng Nobita xin chơi chuối thứ hai nào. Tức thiệt á. Nãy giờ mình thua hai trái chuối rồi. Nhưng mà hai trái chuối đó là đồ ăn sáng của mình. Giờ ta còn một kỳ bánh, giờ ta sẽ chơi gỡ lại. Ta chơi tiếp đây. Được rồi, bây giờ á mình sẽ chơi vòng thi đấu cuối cùng đó. Bởi vì á bông Doremi rất là thích ăn bánh tráng trộn luôn. Nếu mà thắng Nobita thắng thì Boseko phải đưa vị trí nhân hộ nó cho bông Doremi, được không?
Ok. À, bo sơ cô á không biết được á là mình có bảo bối nên nãy giờ cứ tưởng là mình học giỏi đó. Không ngờ á cái này lợi hại quá cả nha. Bây giờ sẽ cố gắng thắng một vòng nữa rồi lấy bánh tráng trộn của bo sơ cô ăn nha cả nha. Ok. Bây giờ là tới lượt thắng Nobita ra đề được chưa? Ok. Rồi thắng Nobita sẽ ra phép tính đơn giản thôi. 8 nhân 7 bằng bao nhiêu? Rồi 8 nhân 7 bằng bao nhiêu? Cô có 15 giây. 1 2 3 4. Nhớ mình nhớ mà. Để coi được 8 nhân 1 bằng 7. Lột 8 nhân 1 bằng 8. 8 nhân 2 bằng 10. Đếm đi. 6 không? 8 nhân 3 bằng 2. Để coi 16. 24. 8 nhân 4 bằng mấy? Đâu? Nhanh đi. Trời ơi, Boseco nói là chỉ học thua thẻ Suka mà sao mà thắng mấy? Boseco chậm quá à. Nhanh đi để thắng Nobita còn đi về ăn cơm nữa. Biết rồi. Rồi bằng bao nhiêu? Đâu? Sao biết rồi mà cứ kêu rồi vậy? Biết rồi là bằng nhiêu? Nhanh đi. 8 nhân 7 bằng mấy? Sao mà Boseco? Boseco học gì kìa? Đây là mấy? Boseco. Sao Boseco? Nhanh lên. Ai biết rồi. Rồi rồi, sao? Bằng 58. Bằng 58. Đúng rồi. Yeah. Bằng mấy? 2 nhân 7 bằng mấy? Bằng mấy, nhanh lên. Trả lời kìa. Năm mấy? 58. 58 rồi. Chắc luôn. Chắc luôn. Ok rồi, mời Boseco ghi đáp án vô. Trời ơi, chắc chắn đúng mà. Rồi ghi vô, ghi lại luôn. Đây. Mạnh lên. 58. Ok, 58 nha mọi người. Chắc chắn là mình lại đúng rồi. Rồi. Đó thì ok cả nhà. Thì cả nhà hãy dự đoán xem nữa là Boseco đã trả lời đúng phép toán 7 x 8 bằng 58 hay chưa. Thì liệu rằng bé Thảo có thể tìm ra được thắng Nobita để chừng trị đặt nói dối của thắng Nobita hay không đây. Thì hẹn cả nhà ở tập tiếp theo nha.